Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khởi nghiệp với Babodo. Qua 3 ngày trước thì chúng ta đã tưới là coi như là thật là đầm đìa rồi phải không các bạn? Theo như mình nghĩ thì ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi, chắc tơ nắm nó sẽ mạnh lắm. Và bắt đầu từ ngày thứ tư này đổ đi, quy trình chăm sóc nó sẽ khó khăn hơn nhiều các bạn nha. Và chúng ta sẽ không tưới đẫm tưới đủ nữa nước nữa, mà các bạn chỉ mục đích là giữ ẩm thôi. Các bạn cũng theo dõi mình và tìm hiểu cách chăm sóc nha các bạn. Và bây giờ để mình lật lên mình xem thử coi hôm nay tơ nó đã ăn mạnh chưa nha các bạn nhá. Các bạn cùng tham quan với mình ha. Chỗ này thì tơ nó hơi yếu và chứng tỏ nó còn thiếu nước đây các bạn. Và như chỗ nào thì nó có tơ rồi thì dấu hiệu nó đủ nước rồi nha các bạn. Và các bạn lưu ý cho mình này. Đây các bạn quan sát cùng với mình. Khi cái tơ mà nó lồm xồm lên như vậy á, nó cứ ngóc lên trên nhiều thì chứng tỏ cái tơ này bên trong ruột nó vẫn còn thiếu nước nha các bạn. Và rồi mình sẽ chỉ cho bạn cái tơ nào gọi là tơ đủ nước nha các bạn nhé. Những cái tơ như vậy thì dấu hiệu của nó vẫn còn thiếu nước nha các bạn, chưa đủ nước đâu. Khi cái tơ nấm mà nó ôm sát vào luống á, thì cái tơ nấm đó nó báo hiệu cho mình biết là coi như là dấu hiệu nó đã đủ nước. Còn mà nó cứ đâm thẳng lên hướng lên phía trên trời các bạn thì chứng tỏ là nó vẫn còn là thiếu nước nha các bạn nhé. Và căn theo cái mục đích đó là chúng ta điều chỉnh nước nó dễ hơn nha các bạn. Đây mình kiểm tra được một chỗ rồi đây các bạn. Tiếp theo mình kiểm tra những chỗ khác thôi, chỗ nào nó đủ nước thì mình sẽ giảm nước và chỗ nào nó thiếu thì mình lại tăng nha các bạn. Đây các bạn, những cái tơ mà nó đủ nước rồi nó sẽ ôm sát luống và sẽ mờ ảo. Đây, như vậy là tơ đủ nước đây các bạn. Còn chỗ này là tơ thiếu nước đây các bạn. Tơ thiếu nước nên là cái sợi tơ nó sẽ ngóc lên trên này các bạn. Còn đủ nước thì nó sẽ ôm sát luống đây các bạn. Đây, tơ nó ôm sát luống như vậy thì nó đủ nước đây các bạn này. Rồi vậy là mình đã thăm được hai chỗ rồi phải không các bạn? Nhưng mấy ngày này thì các bạn nên quan sát xem thật là nhiều để mình dễ điều chỉnh nước cho vải nấm của mình nó được đều hơn nha các bạn nhé. Các bạn thấy tơ nó mạnh chưa? Tơ quá mạnh luôn các bạn này. Mới ngày thứ tư mà như vậy thì chứng tỏ là cái lô nấm này sẽ đạt năng suất rất cao nha các bạn nhé. Nếu mà nó cứ đều như vậy thì trong quá trình này thì làm giàu nó nhanh lắm các bạn ạ. Này chẳng mấy chốc mà lên tỷ phú thôi các bạn ơi. Các bạn thấy chưa, 14 ngày mà tơ nấm rất là đẹp các bạn. Và lúng của mình nó cũng xe cũng khít này nha các bạn.
đè đè vô cái luống thì nó cứng ngắc cái luống này bạn. Các bạn đã quan sát rõ chưa ạ? Có cần quan sát thêm lần nữa không các bạn? Hay là bây giờ mình trực tiếp mình chăm sóc luôn ha các bạn ha. Vậy thì hôm nay là ngày thứ tư rồi các bạn. Thì chúng ta lưu ý cho mình chỗ nào nó thiếu nước thì mình tưới nó đậm thêm nha. Còn từ ngày thứ tư đổ đi thì mục đích của chúng ta cần là chúng ta giữ ẩm cho nó thôi các bạn. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ tư đổ đi thì kỹ thuật chúng ta chăm sóc cũng sẽ khó hơn nha các bạn nha. Các bạn cố gắng lưu ý là giữ ẩm cho thật là tốt. Các bạn dư nước thì nó sẽ bị hư cái trong ruột. Vì nó nhiều nước quá thì cái nấm mình thu hoạch nó không được bền, không được lâu. Mà thiếu nước quá thì cái nấm nó cũng nhanh lên dù, nó bị beo nha các bạn nhé. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào mình tưới nước nha các bạn nha. Các bạn nhớ theo dõi để vững tin hơn là khi mình bước vào nghề nhé các bạn. Và mai mốt là khi tổng thu cái bãi nấm này mình sẽ quay để cho các bạn xem xét kỹ coi có nên bước vào nghề trồng nấm rơm này hay không ha các bạn ha. Đây các bạn, vậy thì ngày hôm nay có những chỗ nó đã báo dấu hiệu là đủ nước rồi nhé các bạn. Vậy thì mình sẽ giảm nước những chỗ đó này. Còn chỗ nào thiếu nước mình lại tưới đậm lên, đậm lên nha các bạn. Chẳng hạn như chỗ này luống to này các bạn, mình sẽ tưới nhiều hơn chút này các bạn này. Và chỗ này nãy luống này thiếu nước đây các bạn. Quan sát là thấy mình tưới hơi ít nước hơn mấy ngày đầu phải không các bạn? Mình quay như vậy các bạn có thấy rõ không ạ? Lưu ý các bạn khi tưới mà thấy chỗ nào nó hở rơm các bạn thấy nó mình các bạn đẩy lên nha các bạn.
Thế mà trên này cũng ở nhà, kêu làm đất làm. Làm gì? Chỉ là làm việc vặt thì để đất thích làm. À. Ba cái thằng một lấy không mình giống á. Mới làm rồi. À. Làm mình rồi. Rồi. Xe đi đâu á? Không có, sao đâu? Ừ mà tôi ngại quá. Ôi trời, à bố. Bố qua nè bố, bố đi ở trong bố, qua đường nè hả bố? Ừ. Con cũng vậy. Qua đường đi nhà là miệng là một khó luôn. Này à, nhỏ mà em vừa trên con mà cầu mà chụp vừa nhỏ nhỏ lại mà này nhớ là số cao chỗ tham bố chỉ làm nhiều đó ý bài này xong lấy cái nước bẩn người nữa là lên này nó đi chợ được lô rồi và cho nhiều mình làm tiếp hiệu quả thế này hiểu nó đâu làm nữa đâu. Ờ, đại chúng ta vô. Nếu các bạn thấy hay thì tiếc cho mình một like các bạn. Tiếc gì cho mình một like các bạn ơi. Rồi chờ ơi, vô tắt nước đi con.